trong bối cảnh là thị trường crypto đang dần hồi phục sau giai đoạn biến động mạnh trước đây thì nhiều anh em chắc chắn đang tự hỏi là liệu altcoin season đã đến hay chưa, và đây có phải thời điểm thích hợp để tham gia thị trường hay không, và nếu như có thì đâu sẽ là đồng coin mà chúng ta nên đầu tư ở thời điểm hiện tại để có thể tối ưu lợi nhuận đúng không nào. Việc lựa chọn một đồng coin phù hợp ở thời điểm hiện tại thì sẽ không chỉ dựa trên độ hot hay là mức giá ở thời điểm hiện tại, mà anh em chắc chắn sẽ còn phải cân nhắc đến rất là nhiều yếu tố khác, ví dụ như là nội lực của đồng coin này, tiềm năng phát triển trong dài hạn. Vì vậy cho nên là trong số bổ não ngày hôm nay thì Irene sẽ chia sẻ cho anh em 5 narrative và trend quan trọng nhất trong những tháng cuối năm 2024, và đồng thời thì trong mỗi narrative này Irene cũng sẽ gợi ý cho anh em 3 đồng coin đáng chú ý nhất mà anh em có thể tham khảo thêm. Và mình xin lưu ý cho anh em là video này sẽ không có bất kỳ booking hay là quảng cáo nào cả. Mọi thông tin ở trong video này thì sẽ do mình tự research và tổng hợp với mục đích là chia sẻ kiến thức cho anh em, nên là sẽ không có bất kỳ hành động shill hay là quảng cáo cho bất kỳ dự án nào anh em nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Narrative và trend đầu tiên mà Irene muốn nhắc tới là trend AI và đề pin. Chắc chắn thì không cần mình phải nói thêm nhiều nữa thì chắc hẳn anh em cũng biết là AI chính là một trong những trend hot nhất trong năm 2024, không chỉ ở trong lĩnh vực crypto nói riêng mà còn ở trong lĩnh vực công nghệ nói chung đúng không nào. Sau sự ra mắt cực kỳ thành công của ChatGPT á, thì nhu cầu về phát triển trí tuệ nhân tạo cũng như là chip bán dẫn của Nvidia thì tăng vọt. Những ông lớn như là Google này, Facebook, Microsoft hay là ByteDance thì cũng không phải là ngoại lệ, khi mà họ thì liên tục công bố những cái nghiên cứu hay là ra mắt những cái sản phẩm trí tuệ nhân tạo của riêng mình. Không nằm ngoài sức nóng đó thì ở thị trường crypto, trend AI thì cũng bùng nổ một cách vô cùng mạnh mẽ. Tính đến thời điểm Irene quay video này thì tổng vốn hóa của các token thuộc mảng AI thì đã chính thức cán mốc hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Kể từ năm 2023 cho đến nay thì các token hệ AI thì đã tăng không ít lần theo các dòng sự kiện của các công ty lớn như là OpenAI, Nvidia hay là sau các cái phát ngôn của Elon Musk chẳng hạn. Trong năm 2024 thì trend AI đã liên tục nhận được sự chú ý từ các ông lớn ở trong ngành crypto như là Grayscale ra mắt quỹ đầu tư tập trung vào AI, hay là Pantera Capital thì dự kiến đầu tư tới 200 triệu đô vào các cái dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Và hơn hết thì chỉ tính trong tháng 8 năm 2024 vừa qua thì đã có tới 5 dự án làm về AI gọi vốn thành công, có thể kể đến như là Sahara AI này, Keep Protocol này, Pin AI, Vanna, Pay and Time và rất nhiều những cái tên khác nữa. Khi mà nhắc đến AI ở trong crypto thì chắc chắn anh em cũng không thể nhắc đến xu hướng đẹp pin, khi mà cái mảnh ghép này thì gần như là cặp bài trùng tăng giá với AI coin, đẹp pin hay là Decentralized Physical Infrastructure Network thì là hệ thống cơ sở hạ tầng phi tập trung dựa trên nguồn lực vật lý có sẵn, sử dụng cái công nghệ blockchain để làm hoạt động phục vụ một số những cái công nghệ đằng sau đó. Irene cũng đã làm một video về trend đề pin rồi, anh em có thể xem video đó, Irene sẽ tag ở trên góc bên phải hoặc là bên trái màn hình cho anh em nhé. Về một số dự án AI đáng chú ý thì Irene sẽ để ở trên màn hình ở cái bảng tổng hợp ở trên CoinGecko cho anh em. Về 3 dự án mà Irene đang quan tâm ở trong mảng AI thì ở đây Irene sẽ pick ra 3 dự án tiêu biểu. Thứ nhất là dự án Artificial Super Intelligent Alliance có token là FET hay là FET. Hiện tại thì token này đang có market cap khá là lớn rồi, đạt mốc là 4.2 tỷ đô. Và đây cũng là một trong những token top trong mạng AI, anh em có thể tham khảo thêm. Dự án thứ hai trong mạng này mà Irene quan tâm là BitTensor với token là TAO hay là TAO. Hiện tại thì đang có market cap khoảng 3.8 tỷ đô. Token này thì cũng đã bay khá là mạnh trong thời gian vừa rồi. Irene sẽ để chart của token này ở trên màn hình để anh em có thể theo dõi thêm. Thứ ba là Arkham với token là ARKM hay là ARKM. Hiện tại thì market cap khá là nhỏ, chỉ khoảng 400 triệu đô mà thôi. Tuy nhiên thì Irene có sử dụng sản phẩm của dự án này, cho nên đây cũng là một dự án mà Irene đã quan tâm và sẽ cho vào watchlist trong thời gian tới. Ngoài ra thì có một dự án cũng liên quan đến mảng AI và còn được sáng lập bởi chính CEO và founder của OpenAI, đó chính là Sam Altman. Chính là dự án WorldCoin với mã token là WLD hay là WLD với mức vốn hóa hiện tại đang khoảng gần 1 tỷ đô ở thời điểm Irene quay video này. Đây cũng là một token đang được chú ý trong thời gian gần đây, anh em có thể theo dõi thêm nhé. Còn về một số dự án đề pin đáng chú ý thì Irene cũng sẽ để cái danh sách ở trên CoinGecko cho anh em. Top 3 dự án về đề pin mà Irene quan tâm, thứ nhất là Render với mã token cũng là Render luôn. Market cap hiện tại của dự án này thì đang ở mốc là khoảng
gần 2,5 tỷ đô. Thứ hai là Filecoin với mã token là FIL hay là FIL Phil á, thì hiện tại market cap của dự án này cũng đã ở mốc khá là cao rồi, gần ngang với Randle là khoảng 2,4 cho đến 2,5 tỷ đô. Thứ ba là dự án Trust.me Coin với mã token là Trust.me, hiện tại thì mức cap quanh quẩn đâu đấy khoảng 1 tỷ đô. Và đó là ba dự án thuộc mảng đề pin mà anh quan tâm. Ngoài ra thì anh em cũng có thể theo dõi ở cái list mà mình đã show ban nãy để tìm thêm những cái hidden gem khác của cái mảng này anh em nhé. Trend và narrative thứ hai mà mình muốn nhắc tới cũng là một cái tên cực kỳ hot, đó chính là meme coin. Không chỉ AI thì narrative meme coin cũng là một trend đã vươn lên rất là mạnh mẽ trong năm 2024, tăng tới 35,67% trong hơn nửa năm qua, chiếm tới 11,5% thị phần crypto. Theo một báo cáo từ CoinGecko thì cho thấy là các meme coin thì có tỷ suất lợi nhuận cao gấp 4,6 lần so với các cái token real world assets và cao gấp hơn 33,3 lần so với các token dự án thuộc layer 2. Quả là những con số cực kỳ khủng khiếp đúng không anh em? Sức nóng của trend meme coin ở trong thị trường tiền mã hóa được lý giải là bắt nguồn từ một nền tảng tạo lập meme coin có tên là Pump.fun ở trên Solana, được ra mắt vào khoảng tháng 5 năm 2024, đã thổi bùng lên cơn sốt meme coin ở trên hệ sinh thái layer 1 này. Sau đó thì các meme coin như là Pepe, Meme, Doge with Heart, Bombe hay là Popcat với những cú tăng trưởng ấn tượng lên đến cả 1000% thì đã khiến cho cộng đồng liên tục dậy sóng. Hơn nữa thì meme coin đã liên tục là tâm điểm của sự chú ý khi mà thông tin lan truyền trên mạng rằng bà Yihi, đồng sáng lập của Binance, đã tiết lộ sàn giao dịch này dự định sẽ niêm yết rất nhiều các meme coin đang nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng người dùng, đặc biệt là sau khi mà sàn giao dịch này đã niêm yết cùng lúc tới 3 meme coin là Baby Doge, Turbo và Nero. Trong đó thì meme coin Nero đã tăng trưởng 20 lần kể từ khi được phát hành ở trên sàn này. Một điều có thể thấy rõ ở đây đó chính là ông lớn Binance đang tích cực thuận nước đẩy thuyền cho trend meme coin to the moon. Bởi vậy cho nên là dân tình hiện tại đang tích cực lùng sục thêm rất nhiều các meme coin ở trên các mạng khác nhau, tiềm năng có thể trở thành con cưng mới của ông lớn Binance. Bản thân Irene thì vẫn theo hơi hướng an toàn hơn một chút, cho nên là mình sẽ ưu tiên chọn những meme coin top với mức vốn hóa cao hơn và tính ổn định tốt hơn. Bởi vì đối với mình thì việc đầu tư meme coin khá là mạo hiểm, cho nên là mình sẽ ưu tiên những cái meme coin đã có mặt lâu đời hơn một chút. Một số meme coin mà anh em có thể tham khảo, mình sẽ pick ra 3 đồng coin theo 3 hệ khác nhau là hệ chó, hệ mèo và hệ ếch nha anh em. Đầu tiên thì mình sẽ chọn token Pepe, chú ếch xanh, với mức cap hiện tại đang ở khoảng mốc là khoảng gần 4 tỷ đô. Tiếp theo, ngay sau Pepe thì mình sẽ chọn Dog with Heart với mã token là WIF với mức market cap hiện tại đang khoảng đâu đấy ở thời điểm Irene quay video này là 2 tỷ cho đến 2,2 tỷ đô. Và cuối cùng là token thuộc hệ mèo là Popcat với mức vốn hóa đâu đó khoảng 1 tỷ đô anh em nhé. Đây sẽ là top 3 các cái đồng meme coin mà mình sẽ quan tâm và có thể là mua thêm ở trong thời gian tương lai. Tiếp theo, narrative thứ 3 mà mình muốn nhắc tới trong video ngày hôm nay đó chính là trend Tap to Earn và các token thuộc hệ Tron. Tron chỉ là một blockchain layer 1 đã được phát triển bởi Terraquan với ưu điểm là tốc độ giao dịch siêu nhanh, phí thấp và đông đảo người dùng. Một vài những cái thông số nổi bật mà Irene sẽ list ra để anh em có thể thấy là blockchain Tron đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ nhá. Đầu tiên thì Tron chỉ cần đến 5 tháng để có mức tăng trưởng TVL lên tới 3.936%. Thứ hai là lượng user đã tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ kể từ tháng 2 năm 2024. Lượng Tron đang được stake ở trên mạng lưới này thì lên đến 635,5 triệu Tron, tương đương với 12,44% tổng cung, với mức API đang là khoảng 4 cho đến 5% một năm. Tiếp theo là vào ngày 16 tháng 5 thì Tron đã trở thành blockchain đầu tiên thu hút được tới 1 triệu người dùng mỗi ngày. Holder của hệ sinh thái Tron thì tăng trưởng một cách vô cùng mạnh mẽ và hiện tại thì Tron blockchain đang nằm trong top 5 các layer 1 lớn nhất của ngành tiền mã hóa. Ngoài ra thì dân tình cũng đánh giá cực kỳ cao token Tron của hệ sinh thái này, khi mà token Tron của dự án thì có rất nhiều những cái use case thực tế, ví dụ như là ở trả phí gas này, staking, DAO, mua tên miền hay là Tron proxy. Dự án thì cũng hướng tới mass adoption, điều mà Solana đang cố gắng thực hiện nhờ vào việc tích hợp rất là nhiều tính năng thông qua chính app của họ là Telegram. Đây chính là một trong những cái sự khác biệt lớn nhất của họ so với các layer 1, layer 1 khác đang ngụp lặn ở trên thị trường.
Và đặc biệt hơn cả thì dù không phải là người khởi xướng cho trào lưu Tap to Earn, thế nhưng Ton thì lại chính là hệ sinh thái thành công nhất trong việc là phát triển trend này, giúp cho người dùng Web 2 dễ dàng tiếp cận hơn với các cái ứng dụng Web 3. Ban đầu thì Tap to Earn thực chất được bắt nguồn là một nhánh của GameFi với sự phát triển của mini app ở trên Telegram, cùng với sự ra đời đầu tiên của Notcoin là một game mini app cho phép user kiếm point thông qua việc là tap, tức là ấn hay là chạm ở trên màn hình để có thể cày điểm và cũng như là chơi các cái hệ thống nhiệm vụ ở trong game. Sau đó thì Notcoin đã đạt được một số lượng user khủng lên đến hơn 35 triệu user và token Not của Notcoin thì đã được list thẳng lên Binance, cũng như là họ đã airdrop rất là hào phóng cho user, dẫn đến cái việc là phong trào mini tap to earn bùng nổ ngay sau đó. Và sau sự kiện của Notcoin thì tap to earn đã mở rộng ra với vô vàn cái tên hot liên tục xuất hiện như là Dogs này, Hamster này hay là Catizen, và các dự án này thì đều liên tục airdrop khủng cho người dùng và token thì được list thẳng lên Binance luôn. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì vẫn có rất là nhiều tranh cãi xoay quanh cái tính bền vững của cái mô hình tap to earn ở trong tương lai. Vì vậy cho nên là lời khuyên của Irene ở đây là anh em chỉ nên cày airdrop hoặc là farm điểm rep để có thể kiếm token của các dự án trong trend tap to earn này, thay vì anh em chơi các cái đồng coin này, bởi vì theo mình đoán thì những đồng coin này sẽ có cái tính biến động khá là cao. Bản thân mình thì cũng chỉ ưu tiên mua hai đồng coin là Tron và Notcoin mà thôi. Vì vậy cho nên là ở mục này thì mình sẽ không có top 3 đồng coin dành cho anh em. Tuy nhiên nếu như anh em thích thì anh em vẫn có thể tham khảo thêm list những cái đồng coin thuộc mạng thuộc trend tap to earn, mình sẽ để ở trên màn hình, anh em có thể tự research và tự nghiên cứu thêm anh em nhé. Sau trend tap to earn thì mình muốn chia sẻ cho anh em về một cái narrative cũng khá là lâu rồi, đó chính là coin của các cái hệ sinh thái. Coin hệ sinh thái hay là coin nền tảng thì tại thị trường Việt Nam sẽ thường được biết đến như là một cái token hay là một đồng coin đại diện cho một blockchain layer 1 hay là blockchain layer 1. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại khi mà các cái blockchain layer 2 đã phát triển mở rộng hơn cho blockchain Ethereum và đóng vai trò như là một blockchain của cả một hệ sinh thái, cho nên là cũng bởi vì vậy cho nên là các token của các blockchain layer 2 cũng có thể tạm được xem như là một đồng coin nền tảng. Những cái đồng coin nền tảng như thế này thì thường có ưu điểm là có trợ lực rất là tốt, ví dụ như là thường có backer rất là khủng này, dự án thì được rót vốn lớn này, có sản phẩm nội tại cực kỳ tốt, một số dự án thì còn có cả một cái hệ sinh thái rất là trù phú và có lượng user đông đảo, ví dụ như là Ethereum hay là BNB. Tuy nhiên thì các cái đồng coin mảng này thì thường có mức vốn hóa khá là cao, khó có tiềm năng tăng trưởng mạnh XDXX như là những cái đồng coin hay token trend đang hot ở trên thị trường. Và khi mà nhắc tới những đồng coin hệ sinh thái thì Irene cũng muốn nhắc thêm về case study của những cái đồng coin nền tảng đã và đang thu hút được sự chú ý hiện nay. Đầu tiên là Tron, thì như Irene đã nhắc bên trên, Tron thì đã phát triển rất là mạnh bởi vì họ có một cái breakout rất là khủng, được thúc đẩy bởi Telegram có hơn 900 triệu user này dùng Tron để thanh toán hay là trao đổi dịch vụ, và sản phẩm thì đến từ team của Telegram và lượng user game Telegram thì thậm chí hiện tại còn đông đảo hơn cả game hot nhất ngày xưa là Axie Infinity. Thứ hai là OP hay là Optimism, thì đây có thể coi như là một dự án super chain, không còn là một layer 2 nữa. Hiện tại thì đang có tới 60 dự án đang sử dụng công nghệ của OP hay là Optimism. Đối thủ trước đây của họ thì có thể coi là Arbitrum này, Stacknet này hay là ZK Sync, nhưng mà bây giờ thì họ đã chuyển hướng sang cạnh tranh trực tiếp với chính Ethereum hay là AVAX và gần như là tất cả những cái dự án lớn ở trên mạng layer 1 luôn rồi. Có thể coi đây là một cái dự án siêu khủng và hiện tại thì anh em Việt Nam cũng đang đu OP rất là nhiều. Thứ ba là ACH, dự án này thì cũng có sản phẩm rất là tốt và được Binance, Coinbase và rất là nhiều những cái tên lớn khác đang sử dụng, và họ cũng đã liên kết trao đổi thanh toán với rất là nhiều dự án lớn khác. Khi mà có trend thúc đẩy cái hệ payment, tức là hệ thanh toán thì chắc chắn là ACH sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Tín hiệu đi kèm thì có một số ông lớn như Ferrari này, Toyota hay là Dubai đã chấp nhận thanh toán, và Apple thì đã bắt tay với USDC để làm tap to pay nữa. Cho nên là trend payment bằng crypto thì có thể sẽ trend ở trong tương lai, và chắc chắn người được lợi ở đây sẽ là ACH, đúng không anh em? Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ không thể không nhắc tới Near và Link thì cũng đã làm rất là tốt. Họ cũng đã vượt qua downtrend thành công và đang tiếp tục phát triển. Đặc biệt chắc chắn thì anh em sẽ không thể quên được cái tên là Solana. Solana thì mạnh không thể bàn cãi được rồi, hệ sinh thái của họ thì rất là mạnh. Dự án họ cũng có rất là nhiều tiềm năng, có rất là nhiều dự án nổi bật ở trong hệ sinh thái của họ. Thậm chí là mình thấy là có một số điểm họ còn vượt trội hơn cả hệ
sinh thái lớn mạnh nhất hiện nay là Ethereum nữa. Và Solana thì đã có rất là nhiều cú vươn lên mạnh mẽ, có thể coi như là phượng hoàng tái sinh vậy. Cho nên là đây cũng là một trong những đồng coin nền tảng mà chắc chắn không thể nào mà anh em bỏ qua được. Mình liệt kê ở trên như vậy để anh em có thể thấy là khi đầu tư vào những cái đồng coin này thì anh em có thể yên tâm về tiềm năng phát triển trong dài hạn, vì các cái dự án này thì đều có những bước tiến đã rất là xa ở trong ngành rồi, và họ cũng đã vượt qua được downtrend một cách rất là mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc là họ có thể phát triển hơn nữa ở trong tương lai. Anh em cũng sẽ để danh sách những cái đồng coin thuộc mảng này được tổng hợp bởi CoinGecko ở trên màn hình, anh em có thể dừng lại để theo dõi thêm. Top 3 lựa chọn của mình ở trong mảng này thì sẽ là ba đồng coin mình rất là quan tâm, đó chính là Solana này, Optimism và Tron. Các cái đồng coin này thì đều là những đồng coin có mức vốn hóa khá là cao rồi, tuy nhiên là mình rất là tin tưởng vào những cái sản phẩm và đội ngũ của họ. Ngoài ra thì anh em cũng có thể tìm kiếm thêm những cái đồng coin khác có mức cap nhỏ hơn, mức cap thấp hơn, có thể là đang được thị trường đánh giá thấp hơn so với giá trị của họ, để anh em có thể mua thêm, thì những đồng coin đó có thể có tiềm năng bay mạnh hơn ở trong tương lai. Và narrative cuối cùng mình muốn nhắc trong video ngày hôm nay thì là một cái từ khóa đã được anh em rất là quan tâm từ lúc từ khóa này xuất hiện đến bây giờ rồi, đó chính là Launchpad Binance. Đối với các dự án Launchpad thì Binance sẽ có rất là nhiều những cái lợi thế để dành cho các dự án này, từ việc là mở rộng thanh khoản cho đến mở rộng những mối quan hệ dành cho dự án. Tất nhiên thì đổi ngược lại, quá trình thẩm định và xét duyệt của Binance dành cho những cái dự án này thì cũng rất là nghiêm ngặt, cho nên đa phần những dự án có mặt ở trong list Launchpad của Binance thì chắc chắn sẽ phải là những dự án thuộc dạng ngon và khủng. Trước đây thì các dự án được xuất hiện ở trên Binance Launchpad thì mặc định là sẽ có thể x3, x5 cho đến x10 lần là một điều khá là hiển nhiên. Tuy nhiên có một điểm mình muốn lưu ý cho anh em khi mà lựa chọn các cái dự án để tham gia ở trên Binance Launchpad đó chính là ở trên Launchpad thì thường có một cái quy luật bất thành văn luôn, đó chính là Binance sẽ phải ở trong cái vị trí top 1, tier 1 ở trong dàn backers. Nếu như mà không đứng ở tier 1 hay là không xuất hiện ở trong các cái vòng gọi vốn cực kỳ sớm thì những dự án Launchpad này thì sẽ khó có thể gọi là bay lên hay là khó có thể ngóc đầu lên được luôn. Điển hình ví dụ như là token Beta hay là Lina, anh em có thể check chart đường giá của các dự án này, mình sẽ để ở trên màn hình cho anh em nha. Vì vậy cho nên là anh em có thể theo dõi kỹ hơn và tránh những cái dự án như vậy. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất so với các cái dự án Launch Pool và Launch Pad. Tức là một dự án Launch Pool thì thường sẽ không phải tốn quá nhiều thời gian để Binance có thể thông qua các cái vòng thẩm định. Cứ các cái dự án nào tốt này, chưa xuất hiện các cái dấu hiệu scam, có thanh khoản tốt, được cộng đồng ủng hộ, có đủ một số những cái điều kiện cơ bản là đã có thể lên được Binance Launch Pool rồi. Tuy nhiên thì chắc chắn là mức lợi nhuận thì sẽ không thể đảm bảo như là các dự án Launch Pad được. Gần đây thì dân tình còn chê là Binance Launch Pool thì list dự án nhan nhạm như là rau ngoài chợ vậy. Nhưng anh em nào đã từng thường xuyên gom hàng của Launch Binance thì cũng biết về cái quy trình lái giá của các dự án này. Trong tháng 9 này thì cựu CEO của Binance là CZ thì sẽ được trả tự do, và CZ hiện tại thì vẫn còn nắm giữ tới 90% cổ phiếu của Binance. Điều này thì sẽ chắc chắn là tác động tích cực đến cái những cái team mà thường xuyên đánh Launchpad và kích thích dòng tiền đổ lại về hệ này. Nhiều dự án Launchpad của Binance đang ở mức định giá khá là thấp, thậm chí là có mức cap thấp hơn cả so với quý 4 năm ngoái nữa. Cho nên hiện tại thì anh em có thể tìm thêm một số những cái hidden gem trong mạng Launchpad ở trên CX với những cái token mà ở mức cap thấp, ví dụ là khoảng 50 cho đến 100 triệu đô thì anh em có thể target lên là có nhận được mức lãi từ khoảng 50 cho đến 100%, tức là khoảng x2 cho đến x5 lần từ đáy. Những cái dự án Launchpad này thì anh em có thể tìm thêm ở trên list của Binance, mình sẽ chụp màn hình để trên màn hình cho anh em. Một số dự án mình quan tâm ở trong list này thì có Saga này, X5 và ENA hay là ENA. Một số đồng coin ở trong list này thì cũng đã bay rồi. Tuy nhiên thì đây là những cái lựa chọn an toàn đối với mình. Ngoài ra thì anh em cũng có thể chọn những token có mức cap thấp hơn để anh em có thể lựa chọn, theo dõi và đánh giá thêm. Nếu như anh em cảm thấy hợp lý thì có thể xuống tiền và múc những cái đồng coin đó. Tuy nhiên thì luôn phải check kỹ về phân tích kỹ thuật cũng như là phân tích cơ bản anh em nhé. Ok, vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho anh em về 5 narrative quan trọng ở trong thị trường crypto, cũng như là gợi ý cho anh em về một số những cái token hay đồng coin thuộc các cái trend này mà anh em có thể tham khảo và theo dõi thêm ở trong tương lai.
Như thường lệ thì trong mỗi video như thế này thì Irene xin nhấn mạnh là đây sẽ chỉ là tổng hợp những cái thông tin và kiến thức về thị trường của đội ngũ Quay 68, không phải lời khuyên đầu tư, cho nên là anh em hãy luôn sáng suốt trước mỗi quyết định số tiền của bản thân nhé. Cảm ơn anh em đã xem video đến đây, và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe cho Coi 68 TV và bấm vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ những cái video mới nhất của tụi mình. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!